âm thanh reo hò, lồng ghép và tiếng vỗ tay, tiếng cười này, tiếp tục cười, lồng ghép và nhạc lên. Tiếng bom mình. Đây là pháo hoa. Đây. Xuân Việt xin chào anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Việt xin giới thiệu tới anh chị và các bạn một sản phẩm mới. Đó là bộ sâu cạc mini. Có thiết kế rất là nhỏ gọn, nhỏ đến mức mà chúng ta có thể bỏ túi để mang đi bất kỳ nơi đâu mà chúng ta muốn. Thì bộ hát livestream mini này nó bao gồm một cái sau cạc K9 kết hợp với lại micro cài áo, đi kèm theo đó là hai sợi cáp kết nối 3.5, một dây dùng để kết nối điện thoại livestream, một dây dùng để kết nối điện thoại lấy nhạc, một cáp USB dùng để sạc pin cho K9 cũng như là kết nối máy tính. Và tặng kèm là một cái tai nghe nhét tai có chất lượng âm thanh khá là tốt, và đặc biệt là nó có cái bông mút này. Đấy, bấm mút khi chúng ta nhét sâu vào thì âm thanh nó khá là ấm và chắc tiếng. Mình sẽ giới thiệu qua những cái tính năng của sau cạc K9 nhé. Đầu tiên đó là cái thiết kế rất là nhỏ, nó chỉ nhỏ bằng một chiếc điện thoại thông minh thôi. Những cái cổng cắm mic, cổng cắm tai nghe được nằm ở phía trên này, và toàn bộ nó rắc 3.5. Cổng cắm sạc này, cổng cắm máy tính này, công tắc nguồn này ở phía dưới này, thiết kế như điện thoại luôn. Đặc biệt là những cái phím chỉnh tăng giảm âm lượng, to nhỏ mic, to nhỏ nhạc này, thiết kế cạnh rìa cũng giống như là điện thoại luôn. Về tính năng này, sau cạc K9 của chúng ta thiết kế siêu nhỏ nhưng mà vẫn hỗ trợ đầy đủ các cả những tính năng giống như những cái sau cạc đàn anh đi trước, như là sau cạc K9 hoặc là K300 chẳng hạn. Thì K9 chúng ta cũng có pin tích điện ở đây bên trong này, và mỗi lần sạc đầy chúng ta có thể sử dụng liên tục từ 3 đến 4 giờ đồng hồ. K9 của chúng ta cũng có kết nối với thiết bị phát nhạc bằng kết nối Bluetooth, nó rất là tiện. Và K9 của chúng ta cũng hỗ trợ đầy đủ những cái tính năng như chế độ hát karaoke, chế độ MC, chế độ trò chuyện trực tuyến, và cái chế độ méo tiếng giả giọng. Thì ở đây chúng ta có giả giọng nam, giọng nữ, giọng trẻ em, giọng ông già và giọng robot. K9 chúng ta cũng hỗ trợ cái chức năng Auto-Tune. Tuy nhiên thì Auto-Tune K9 cũng giống như là H9 và K300, nó chỉ là hỗ trợ hát được một số bài thôi, chứ có cái âm Auto-Tune của nó thì nó không được chuẩn. Và hiệu ứng âm thanh khán giả lồng ghép được phát trò như tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, nhạc lền, rồi là bom mìn, tiếng cười vui vẻ, tiếng cười kinh dị. Ở đây đều có tới 14 cái hiệu ứng âm thanh để chúng ta có thể lồng ghép vào những cái buổi livestream trò chuyện cho nó tăng cái không khí vui nhộn hơn, hoặc là chúng ta có thể lồng ghép video. Đấy. K9 chúng ta hỗ trợ thêm cái tính năng lọc tiếng ồn nhé. Lọc tiếng ồn ở đây. Rồi, mình sẽ không dài dòng nữa mà bây giờ mình sẽ kết nối tất cả những dây cắm vào, mà mình sẽ test thử những cái tính năng ở đây để cho anh chị và các bạn nghe thử nhé. Đây mình có kết hợp cái sau cạc K9 này với lại mic cài áo. Sau cạc K9 chúng ta thiết kế siêu nhỏ rồi, cho nên chúng ta có thể bỏ túi để mang đi khắp mọi nơi được. Nhưng mà nếu mà kết hợp với này micro thu âm bình thường ấy, ví dụ như BM900 hoặc AT100 thì nó khá là to, và dây dợ nó cũng hơi cồng kềnh. Vì thế mình muốn ghép với lại cái mic cài áo này, mình bật nguồn này này. Đấy. Đèn nó nháy nó chạy khá là đẹp mắt. Alo 6712. Mình gỗ đây để kiểm tra cái âm thanh và cũng để cho anh chị thấy là mình đang thu bằng cái mic cài áo này nhé. Alo 67. Mic cài áo này có cái chất lượng thu khá là tốt, khi mà mic có thể bắt xa được, và cái âm của nó, đặc biệt là cái âm của nó ấm, nó tròn tiếng, mà thì cái lốt mình lên cao nó không bị xé tiếng như là cái dòng mic cài áo rẻ tiền khác nhé.
Alo, 6, 7. Alo. Đây, mình đang để mic cách miệng là tầm 30-35 cm. Bây giờ mình sẽ cài vào cổ áo và mình sẽ giới thiệu về những cái tính năng. Mình sẽ test những cái tính năng trên cái sau cạc K9 này. Thì sử dụng cái mic cài áo này nó rất là tiện, đặc biệt là với những anh chị mà chúng ta vừa hát, chúng ta vừa đứng lên để nhảy nhót ấy, thì mình chỉ cần cài áo và chúng ta có thể đứng, cái dây mic này dài 2 mét, chúng ta đứng để nhảy nhót theo điệu nhạc một cách thoải mái mà hai tay múa vung vẩy theo điệu nhạc, không vướng cái gì cả, không cần phải cầm mic. Và đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng kết hợp với livestream bán hàng nữa, thì chúng ta có thể nói chúng ta hai tay chúng ta cầm cái sản phẩm chúng ta giới thiệu đấy, nó không vướng gì cả, rất là tiện. Sử dụng livestream bán hàng cũng tiện và sử dụng hát hò trên các trang mạng xã hội cũng rất là tiện. Rồi, quay trở lại với cái sản phẩm sau cạc K9 của chúng ta. Thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về những cái chế độ ở đây. Chế độ ở đây thì chế độ đầu tiên, chế độ hát karaoke này. Mình sẽ test từng chế độ một nhé. Alo, 6. Âm thanh khá là ấm và độ vang của nó cũng tương đối là dày. Alo, 6, 7. Alo, 1, 2, 2. Đêm ơi đã ngủ chưa, ngồi đây uống với tôi vài ni. Ok, đấy là chế độ hát thứ nhất nhé. Chế độ thứ hai này. Alo, 6, 7. Chế độ thứ hai thì cái độ vang nó còn dày hơn đấy. Alo. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Chế độ thứ ba này. Alo. Chế độ thứ ba là chế độ phòng thu. Alo. 6, 7. Alo. Alo, 6, 7. Cái chế độ này chế độ trò chuyện thôi, sử dụng để trò chuyện. Chế độ thứ 5. Alo. Ballad. Alo. Chế độ này chúng ta có thể sử dụng hát được. Cái độ vang của nó khá là dài. 1, 2, 3, 4. 4 chế độ chúng ta sử dụng để hát được. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Đó. Vang khá là dày. Và trên đây là chế độ MC. Alo. 6, 7. Sang tới đây là cái chế độ méo tiếng giả giọng rồi. Đây là giả giọng cũng già. Alo, đây là giả giọng là lá giọng con gái. Alo, em xin chào các bác. Alo, đây là giọng trẻ con. Alo, alo, 6712. Alo, 1234. Alo, 12. Alo, 6712. Đây là giọng số 4, người ngoài tỉnh. Alo, xin chào, xin chào. Ok, đấy là những chế độ âm thanh trên cái sau cạc K9. Và tiếp theo sẽ là chế độ auto tune. Đây, auto tune này. Alo, 6, 7. Bình minh ơi, dậy chưa, cà phê sáng. Đó, cái bài này nó phù hợp. Thì chúng ta có thể bấm tiếp vào đây để nó chuyển sang cái tông khác. Bình minh ơi, dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không. Alo, 6, 7. Alo, đó, thì anh chị sẽ test theo tune nhé, nó có mười mấy tông gì đấy. Để quay trở lại cái chế độ bình thường thì chúng ta nhấp vào đây, quay trở lại chế độ hát bình thường. Alo, 6, 7. Với âm thanh hiệu ứng của nhân vật và những cái tiếng động để lồng ghép ở video pha trò cho nó tạo cái không khí nó vui nhộn hơn thì chúng ta có 14 hiệu ứng ở đây. Thì mình sẽ bấm lần lượt để anh chị và các bạn nghe thử nhé. Âm thanh reo hò, lồng ghép với tiếng vỗ tay, tiếng cười này, tiếp tục cười lồng ghép với nhạc nền. Tiếng bò mình. Đây là cái pháo hoa.
Cái tiếng này được lồng ghép rất nhiều với dê hài này. Rồi. Rồi, đấy là những cái hướng có sẵn mà chúng ta có thể sử dụng để lồng ghép vào video, cũng như là những cái live stream chém gió cho nó vui. Còn về những cái cổng kết nối cũng như hiệu ứng ở đây chúng ta có này. Cổng cắm tai nghe, cổng cắm hát mic tai nghe nhé. Nếu không dùng mic tuôn thì chúng ta có thể sử dụng cái tai nghe mà có mic ấy. Tai nghe mic chúng ta cắm ở đây hát mic tai nghe. Đấy, thì nó cũng rất là tiện. Tuy nhiên thì cái âm thanh của micro tai nghe nó không thể bằng cái micro thu âm cái áo mà mình ghép với cái bộ này được. Cho nên là mình đã tìm và chọn ra một cái mic cái áo có chất lượng rất là tốt mà nó sử dụng rất tiện luôn. Cài của áo không vướng víu gì cả. Đây là cổng cắm với thiết bị phát nhạc, dây cắm. Và thông thường chúng ta sử dụng cái lỗ Bluetooth rồi, nó rất tiện hơn, cắm dây. Còn đây là cổng kết nối điện thoại live stream thu âm video. Đây, cái này để chúng ta có thể tăng giảm âm lượng mic này, thì nó sẽ hiển thị bằng cái đèn này. Rồi tăng hết cỡ này thì nó sẽ sáng hết cỡ những cái đèn này, nó giảm đi. Đấy, giảm đi. Thì cái đèn này nó cũng giảm đi. Đây là âm lượng tổng này, nhạc của mic. Đây là âm lượng nhạc. Đấy. Đây là âm lượng thu của điện thoại. Đây là âm lượng vang, dị vật. Bên này là giảm, bên này là tăng. Ở phía dưới chúng ta có cổng sạc. Đấy, cổng sạc như là sạc điện thoại, công tắc nguồn này. Và cổng này là cổng OTG. Cái hộp line xì treo đấy. Nếu mà có line xì treo có thể kết nối ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ thử kết nối với này điện thoại phát nhạc. Ok, như vậy là trong video này mình đã giới thiệu khá là chi tiết về cái combo sao kẹt mini siêu nhỏ, nhỏ đến mức có thể bỏ túi để mang đi chơi, mang đi du lịch khắp mọi nơi được. Thì anh chị có tâm sản phẩm thì có thể comment dưới video hoặc là liên hệ trực tiếp qua mình qua thông tin website là mixline.com để xem chi tiết về sản phẩm này nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.